Anh ơi nắng mưa da dầu về nhà xin má đốt con dâu. Em thương giới ân bình anh thôi cho đến khi ta bạc mai đầu. Mong sao tâm thân sẽ trao về người trân quý. Trái tim em son vàng nắm lấy tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Anh ra mà xem nay làng bên vẫn tiếng cười vui. Chú rể cô dâu đang cùng nâng chén rượu vào vui. Vậy mà sao chưa thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao trầu. Em mong chờ câu anh hứa mai.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng hai bên gia đình, bố họ, bên nhà gái, nhà trai, bà Hiểu, sinh hạ ra cháu Giang. Bên nhà gái, ông Tài, bà Lý, sinh hạ ra cháu Linh. Qua quá trình tìm hiểu và mong muốn của hai cháu, Giang và Linh, nay đến ngày đơm hoa và kết trái, được sự nhất trí của hai bên gia đình, đã thống nhất và tổ chức buổi lễ ăn hỏi cho hai cháu Giang và Linh. Hôm nay, bên nhà trai, gia đình bà Nhiều đã chuẩn bị lễ vật gồm có trầu cau, trà thuốc, bánh kẹo, rượu bia, hoa quả để dâng lên bên họ nhà gái, gia đình ông Tài và Lý. Kính mong các cụ, các ông, các bà cùng gia đình ông Tài và Lý chấp thuận lễ vật để dâng cúng gia tiên. Và cho tôi cùng thái đoàn họ nhà trai cảm ơn cái sự đón tiếp lòng hậu, thắm tình, thắm nghĩa của họ nhà gái đã dành cho nhà trai chúng tôi. Trước khi dừng lời, cho tôi kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác, các vị khách quý, anh chị em và các bạn thanh niên nam nữ lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và sự như ý. Và tôi xin chúc cho ban tổ chức buổi lễ ăn hỏi của hai cháu Giang và Linh thành công và tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Tôi đang lớn lời của ông ba, cửa vàng của họ cả trai. Ơn trời mẹ, nhờ thần lực tôi đẹp, nhờ phúc ấm nhân duyên, cụ tôi, ông bà ông Tài, có sinh hạ được cháu Linh, ngoài các cụ nhà trai và Hiểu có sinh hạ được cháu Giang. Đây các cháu đã khôn lớn và trưởng thành. Qua quá trình hai cháu tìm hiểu đã chín mùi, chấp nhận đến với nhau để xây dựng hạnh phúc trăm năm, có về báo cáo với hai gia đình. Hôm nay bà Nhiều chọn được ngày tốt để tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu. Tôi xin đại diện họ nhà cha gái chấp nhận lễ nghi để cung kính các cụ tổ tiên, để chào mời đến bên nội bên ngoại cô dì chú bác bạn bè thân thích của hai cháu đến để ăn cầu uống nước. Trước khi dừng lời, tôi không biết nói gì hơn để chúc các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác bạn bè của các cháu một lời chào trân trọng nhất. Mang đêm băng giá ưu phiền cho tim anh.